Ba mỹ nhân tuổi Tý thành đạt sớm nhưng lại nhiều thị phi nhất Xô Viết Việt. Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên, Nam Em sớm có chỗ đứng trong Xô Viết, thế nhưng độ nổi tiếng cũng đi liền với nhiều tai tiếng khi nói đến ba người đẹp này. Hồ Ngọc Hà, hiện tại người đẹp sinh năm 84 đã tìm chốn bình yên bên bạn trai Việt Kiều Kim Lý. Người hâm mộ hy vọng cô và người yêu sẽ có một đám cưới cổ tích năm 2020 sau 4 năm bên nhau. Không ồn ào như những mối tình trước, tình yêu Hồ Ngọc Hà hiện có cũng nhẹ nhàng ấm áp như bao người. Thế nhưng đích đến hạnh phúc hôm nay là chuỗi ngày thị phi mà chân dài đã từng trải qua. Cũng khá đặc biệt, sự nổi tiếng của Hà Hồ luôn song hành với chuỗi thị phi từng giai đoạn. Có lẽ Hà Hồ là mỹ nhân Việt hiếm hoi đã nếm đủ dông tố trong nghề, nhưng kinh nghiệm và sự từng trải đã cho cô sự bản lĩnh. Nhưng kinh nghiệm và sự từng trải đã cho cô sự bản lĩnh, tất cả đều không đủ sức nhấn chìm bông hồng lai. 20 năm lăn lộn trong nghề, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người giật mình nếu liệt kê ra danh sách người tình từ tin đồn đến công khai. Năm 2010, cô hạ sinh con trai đầu lòng cho đại gia phố núi Cường Đô La. Trong thời gian này, dư luận dành nhiều đất cho đề tài yêu đương của nữ hoàng giải trí. Vậy là sao? Thiên tình sử. Ồn ào trước đó, người ta ngỡ Hồ Ngọc Hà đã tìm được hạnh phúc đích thực. Thế nhưng cuộc hôn nhân ngắn ngủi của nữ hoàng giải trí và đại gia phố núi cũng nhanh chóng kết thúc trong điều tiếng. Sau đó, giọng ca tìm lại giấc mơ tiếp tục gây bão dư luận khi vướng nghi án người thứ ba. Người đàn ông tiếp theo chinh phục trái tim mỹ nữ là đại gia kim cương Chu Đăng Khoa. Đây có lẽ là cuộc tình sóng gió nhất của người đẹp gốc Quảng Bình. Đỉnh điểm là khi vợ của đại gia này chỉ đích danh nữ hoàng giải trí đã chen chân vào tổ ấm, mối tình này cũng nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Trải qua hành trình dài chìm đắm trong thị phi và ồn ào, có lẽ bây giờ chính là thời điểm nữ hoàng giải trí tìm hạnh phúc cuối cùng của đời mình. Người hâm mộ hy vọng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Kỳ Duyên. Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên liên tiếp vướng phải lùm xùm đời tư. Thời điểm ấy, thay vì được nhắc đến với danh xưng Hoa hậu thì tên tuổi của cô gắn liền với một loạt scandal lớn nhỏ. Người đẹp sinh năm 96 từng bị bắt gặp đang dán ngủ kém duyên trên máy bay. Cô được cho là không hiếu thảo khi đi tay không để mẹ xách đồ hay nâng váy. Kỳ Duyên còn bị tố mắc bệnh ngôi sao chảnh chọe. Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng liên tiếp dính tình tin đồn hẹn hò, nhưng chỉ duy nhất một cuộc tình được công khai và cũng mang lại nhiều tai tiếng với thiếu gia hạt điều Tạ Công Sơn. Trong giai đoạn hẹn hò thiếu gia này, hình ảnh Kỳ Duyên xuống dốc trầm trọng khi những bức ảnh chụp cô đang hút thuốc, chơi bóng cười bị phát tán, những ồn ào đời tư đến dồn dập. Kỳ Duyên phải đối diện với nguy cơ mất vương miện. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả tỏ ra thông cảm cho Kỳ Duyên. Ánh hào quang đến sớm từ năm 18 tuổi khiến cô gái trẻ bị choáng ngợp và đôi khi mất phương hướng. Trải qua những cú sốc, hiện tại Kỳ Duyên đã lấy lại được hình ảnh trong mắt công chúng. Khoảng 2 năm trở lại đây, Hoa hậu gần như nói không với tai tiếng. Nam Em có nhan sắc và tài năng, thế nhưng Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 lại gây chú ý bằng loạt tai tiếng để đời. Người đẹp tuổi Tý từng một tay khuấy động làng giải trí trong thời gian dài. Điều đặc biệt, những scandal vây quanh Hoa Khôi đều liên quan đến chuyện tình ái. Tháng 3 năm 2018, Nam Em chiếm sóng làng giải trí công khai mối tình 30 ngày với Trường Giang. Thời điểm ấy, cô nhận nhiều chỉ trích vì chen ngang vào chuyện tình cảm giữa danh hài Đất Quảng và Nhã Phương. Bởi ai cũng biết, mười khó và diễn viên tuổi thanh xuân làm một cặp. Có thời gian, cô khiến dư luận dậy sóng khi mang hoa và bánh kem đến tận nhà chúc mừng sinh nhật danh hài. Không những vậy, Nam Em còn bị nghi treo ảnh mình gần quán ăn của bạn trai Nhã Phương nhằm thu hút sự chú ý của mười khó. Đầu năm 2020, Nam Em tiếp tục vướng vào ồn ào người thứ ba, cụ thể thành viên nhóm nhạc nữ Jimin
Một thời gian được nam em úp mở chuyện hẹn hò, theo lời kể của Bảo Trân, Quốc Bảo thay lòng đổi dạ chỉ sau một đêm gặp người đẹp Tiền Giang. Anh chạy theo tiếng gọi tình yêu và bỏ rơi người cũ.